sông Lam biệt khi mô cho cạn. Người ơi đục trong câu hát chảy Woo!
Cảm ơn hai bạn. Bạn Minh Chiến thì cô thấy là bạn không có biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Còn Phương thì cô thấy con xúc động. Tại sao con khóc? Con xin kính thưa ban giám khảo và toàn thể mọi người. Lý do vì sao con xúc động là khi con hát bài này thì hình ảnh của người mẹ cứ hiện trong người con. Cô biết là tại sao con khóc rồi, vì con nhớ mẹ, thương mẹ phải không? Nhưng mà bây giờ mẹ cũng đang ngồi trước màn hình, mẹ theo dõi tiết mục của con. Có tất cả quý vị khán giả cũng ủng hộ cho con nữa. Con phải vui lên vì mình đã hoàn thành tiết mục của mình nha con. Cảm ơn con. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe lời chia sẻ từ ban giám khảo nha. Chắc hỏi chú Quang Linh trước à. Cái bài đầu tiên là bài Neo đậu bến quê. Ở đây thì bạn Phương có lợi thế hơn, vì bạn là người miền Trung và đồng điệu với cái giai điệu này. Còn Minh Chiến là ở đâu nhỉ? Dạ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mà kính thưa quý vị, để người miền Nam mà hát được đến nhạc Huế thì nó còn đỡ tí, mà ra tận Nghệ An thì nó hơi khó lắm. Nhưng mà chú ghi nhận được ở chỗ là cháu vẫn lột tả được bài hát theo cái nội dung của nó, mà đầy chất trong sáng của một đứa trẻ hát bài này. Có một lời khen cho Tiến thì cháu làm chủ sân khấu ghê lắm. Đang hát mà nhớ ra là có bạn bên nữa hát song ca, thế là cháu sẽ qua cho diễn xuất với bạn. Cháu rất là chủ động, mặc dù cháu là một cái cậu bé mà có vẻ là khổng lồ nhất trong cái chương trình này đúng không? Đấy, yeah. Cháu rất là chủ động, xem dạ luôn đấy không? Nhật luôn đấy. Thế cháu rất là chủ động. Còn bên Phương á, có lẽ là vì do cháu xúc động quá, cái cảm xúc của cháu không tiết chế được, cho nên khi cháu hát thì có một vài chỗ nó hơi bị nghẹn lại. Nói chung tiết mục này hai cháu hát song ca cũng biết cách để mà cộng hưởng cho nhau để ra tiết mục. Cảm ơn hai cháu nhé. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quang Linh. Còn với cô Thu Huyền, cô thấy hôm nay hai bạn thể hiện như thế nào, và theo cô thì bạn nào đã làm tốt hơn ạ? Phương hôm nay hát cô thích hơn hôm nọ. Hôm nay cháu hát mặc dù là có thể là đôi khi con bị nghẹn, nhưng mà nội tâm hơn, mà cô rõ ràng hơn. Bạn Minh Chiến thì không ngờ bạn hát được dân ca Nghệ Tĩnh, bởi vì khó lắm. Nhất với là một người miền Nam như thế này. Người miền Nam nữa, phát âm như thế là chuẩn. Riêng dân ca Nghệ Tĩnh lại phải là phát âm một cách chính xác thì mới thể hiện được. Một bên là một bạn người miền Nam hát dân ca Nghệ Tĩnh, còn bạn người hát Nghệ Tĩnh thì hôm nay rất là xúc động. Cô chúc mừng hai con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Thu Hiên. Xin mời bé Quang Linh. Chú có ý kiến, chú đề nghị là cô Thu Hiền cho một đoạn demo đầu mặt sông Lam biết khi mô cho cạn để cho cháu nó nghe. Cô khác chưa? Để cô chọn một câu đi. Chứ bao giờ không linh nghỉ hết cây sông Lam hết thì đỏ vời đây cùng hết nỡ tình, mời hết nỡ tình câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ người xưa đâu xa vắng ai đưa tôi qua đó. Chú đổi hết da gà luôn, cục nào cũng nấy to chứ sợ. Vì bài hát này là anh An Thuyên viết đầu tiên và tôi cũng là người đầu tiên hát, cho nên nó cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Và hôm nay được nghe lại Phương hát thì cô cũng xúc động như Phương ấy. Con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô Thu Huyền ạ. Cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn hai bạn. Minh Chiến và Phạm Thị Phương đã hoàn thành phần thi của mình. Cả hai cũng đã mang lại nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả. Nhưng ai sẽ chinh phục được ba vị giám khảo? Cậu bé Minh Chiến hay Phạm Thị Phương với chất giọng truyền cảm của mình? Hãy cùng chờ xem quyết định của ban giám khảo. Ban giám khảo cũng đã có những cân nhắc, đã đưa ra quyết định cuối cùng giữa Minh Chiến và Phạm Thị Phương. Bạn nào sẽ xứng đáng? Nhiều lý do để ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Hứa với cô Ốc và ban giám khảo rằng
dù đi tiếp hay dừng lại, vẫn luôn cố gắng. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ đồng ý ạ. Vậy thì cô sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Cô sẽ thông báo luôn cơ hội đi tiếp vào vòng trong, vòng thể hiện xin được dành cho bạn. Cảm ơn con, cảm ơn Phương. Nãy hứa với cô làm sao, nhớ không? Con xin gửi đến lời cảm ơn của ban giám khảo và toàn thể khán giả đã luôn đồng hành cùng con. Cảm ơn con rất nhiều Phương. Tạm biệt Phạm Thị Phương. Em đã cố gắng rất nhiều trong phần kết hợp với Minh Chiến và đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn ấn tượng. Hy vọng em sẽ không bao giờ dừng lại trên con đường theo đuổi đam mê của mình nhé.